Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại một số địa phương. Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, việc lưu thông và giao thông vận tải giữa các tỉnh là vấn đề trọng tâm được thảo luận. Hình ảnh một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc song không kém phần hiện đại và cởi mở được tái hiện qua chương trình Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 9 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng theo hình thức trực tuyến với 57 điểm cầu và gần 770 cử tri. Các cử tri đã thẳng thắn đề cập kết quả đạt được, cũng như những việc cần phải làm tốt hơn nữa liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác xây dựng đảng. Tuy nhiên, tinh thần chung mà các cử tri phát biểu đều nhấn mạnh, dù chống giặc COVID hay chống giặc nội xâm tham nhũng tiêu cực, thì với tinh thần đoàn kết một lòng, đảng và nhà nước luôn đặt lên trên hết, trước hết mọi việc, mọi hành động vì dân, thì cả nước sẽ vượt qua thử thách. Làm sao là đảng, chính phủ lo nỗi lo của dân, đau nỗi đau của dân và vui cùng với nỗi vui của dân, và ngược lại, dân cũng phải như vậy đối với chính phủ, với đảng. Và cũng mượn cái câu của đồng chí Tổng Bí thư nói trong kết luận hội nghị Trung ương 4 là bây giờ Trung ương đồng tình, nhất hô bá ứng, ngang dọc thông suốt, nhân dân sẽ tin tưởng, hy vọng vào cái Quốc hội khóa tới làm tròn trách nhiệm của mình về xây dựng pháp luật và kiểm tra giám sát. Hôm nay các bác anh các chị đóng góp cho tuy nói ngắn thôi như nói tôi nói ban đầu nhưng đều rất quý. Biết là đấy, dân đang mong thế này, dân đang muốn thế này này, dân phải giám sát cả những cái hoạt động của đảng, của chính phủ, của quốc hội, của cả hệ thống chính trị. Và nếu làm đúng thì dân ủng hộ, nếu làm sai thì có những cái gì là góp ý kiến, còn nếu làm hư hỏng thì dân phải phản đối để mà xử lý những anh làm sai, làm hỏng. Quan nhất thời dân mới là vạn đại, các cụ nói rồi. Tất cả phải vì dân, mà nói thật lòng, tôi nói nhiều lần rồi, đừng có hô khẩu hiệu, nói thế nhưng không phải làm thế. Vì dân như đôi khi vì rồi đi về lại làm chỉ vì mình thôi, vì gia đình nhà mình thôi, thế thì hỏng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn những ý kiến tâm huyết của các cử tri, thể hiện trách nhiệm đối với Quốc hội, với đất nước, và những ý kiến này sẽ được tiếp thu và thể hiện trong kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Còn tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh với 140 bác sĩ theo hình thức trực tuyến vào ngày 9 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, dù đỉnh dịch COVID-19 đã qua nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm để khắc phục hậu quả do đại dịch gây ra. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát, đau thương quá to lớn của nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cảm ơn và bày tỏ cảm thông sâu sắc đối với 200.000 cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tăng cường và ở thành phố đã ngày đêm chăm sóc người bệnh COVID-19 trong gần 4 tháng qua. Trong đó, nhiều người đã hy sinh, nhiều tấm gương làm việc tận tụy, xả thân, làm lay động lòng người, được xã hội trân trọng, tôn vinh và cảm ơn. Đỉnh dịch của thành phố Hồ Chí Minh có thể đã qua đi trong thời điểm này, tất nhiên không thể chủ quan. Số người tử vong vẫn còn lớn. Số người bị nhiễm nặng nằm các bệnh viện còn nhiều, nhưng mà theo tôi nghĩ đội ngũ trực tiếp cùng với đội ngũ tăng cường đã dũng cảm quay mình khám chữa bệnh, điều trị cho nhân dân. Chúng ta dần dần từng bước không được chủ quan để chúng ta đi về trạng thái bình thường mới, nhưng mà những vấn đề về xã hội, những vấn đề về tổn thất về tinh thần, những vấn đề chăm sóc sau dịch bệnh, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh, ngành lao động thành phố Hồ Chí Minh cần phải làm nhiều việc, tiếp tục cống hiến đưa lại cuộc sống cho nhân dân thành phố bình yên. Các bác sĩ đã kiến nghị cần đẩy nhanh việc tiêm phòng COVID-19 cho trẻ em, thay đổi chính sách chi trả bảo hiểm y tế cho bệnh nhân COVID-19.
đặc biệt là sau đại dịch, nhà nước phải tăng đầu tư cho cấp cứu ngoại viện, cho y tế cơ sở, bác sĩ gia đình và hồi sức cấp cứu. Chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với Ban chỉ đạo của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vào ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc lưu thông và giao thông vận tải phải thực hiện thống nhất trên toàn quốc, không cắt cứ, chia cắt, không thể mỗi nơi là một kiểu. Theo báo cáo, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt là tại các địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội. Số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ xét nghiệm dương tính trước đây từ 3,7% dân số giờ giảm xuống chỉ còn 0,2%. Tỷ lệ tử vong giảm rất sâu. Cùng với việc chia sẻ kinh nghiệm thảo luận một số vấn đề quan trọng, các địa phương và thành viên Ban chỉ đạo quốc gia đều nhận định các chủ trương, quan điểm, biện pháp phòng chống dịch trong thời gian qua là đúng hướng. Nhiều quyết định mang tính lịch sử trong thời điểm khó khăn đã mang lại những hiệu quả rất tích cực. 300.000 quân, cán bộ y tế, công an, quân đội và trong khoảng thời gian rất ngắn chúng ta thành lập được mấy chục bệnh viện dã chiến, 700 cái trạm y tế lưu động ở xã, phường. Chúng tôi cho là những việc làm có tính lịch sử và những cái quyết định rất khó khăn nhưng mà rất đúng đắn của Ban chỉ đạo. Tôi cũng họp Ban chỉ đạo lúc đó mà tức là cũng không phải đã đồng tính ngay là làm như vậy đâu, nhưng mà quyết định của đồng chí trưởng Ban chỉ đạo là được thực thi và chúng ta quả thực là chúng ta thực hiện là có hiệu quả. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của các địa phương, đặc biệt là các tỉnh thành tâm dịch. Nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, mất bình tĩnh. Hai tuần qua nổi lên một số tồn tại hạn chế cần phải khắc phục ngay. Các địa phương phải phối hợp với nhau để tổ chức thật tốt cái việc đưa đón người về quê hoặc là người từ quê trở lại một cách nó an toàn, hiệu quả, đảm bảo được cái kiểm soát dịch bệnh và an toàn, an ninh cho nhân dân. Đó là nguyên tắc lớn. Thủ tướng yêu cầu thực hiện thật tốt chiến lược vaccine, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn nữa để nhập khẩu vaccine nhanh nhất, nhiều nhất. Đề nghị Bộ Y tế báo cáo kế hoạch cụ thể vaccine về trong từng tuần từ nay đến cuối năm và kế hoạch năm sau. Còn việc sản xuất vaccine trong nước vẫn phải thúc đẩy, bảo đảm an toàn là số một. Về lưu thông và giao thông vận tải, Thủ tướng một lần nữa yêu cầu thống nhất trên toàn quốc, cả ở đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không. Tôi đề nghị không có ban hành các cái giấy phép con, nói cái này mãi rồi, và không cắt cứ, không chia cắt. Nhưng mà chúng ta làm thận trọng, có bước đi, có lộ trình, tham khảo ý kiến các địa phương. Nhưng người quyết định phải là đồng chí Lê Văn Thành và Bộ Giao thông Vận tải, thống nhất chỉ đạo trên toàn quốc. Thủ tướng đề nghị tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, không để sót lọt bất cứ người dân nào, phối hợp hoàn thiện các giải pháp công nghệ để tạo thuận lợi nhất cho nhân dân, có các giải pháp bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế nghiên cứu có lộ trình thực hiện hộ chiếu vaccine trên tinh thần mở cửa nhưng phải an toàn. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho học sinh trở lại trường học ở những nơi thực sự an toàn. Quốc hội sẽ xem xét thông qua gói hỗ trợ mới cho doanh nghiệp, người dân nhằm kích thích phục hồi tăng trưởng kinh tế ngay trong tuần tới. Đây là một trong nội dung được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại cuộc tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng và quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng theo hình thức trực tiếp. Các cử tri đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là đã luôn đặt lợi ích của người dân, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách, đồng hành và trao cho chính phủ những cơ chế đặc biệt, đặc thù, đặc cách trong phòng chống dịch. Cũng tại cuộc tiếp xúc, cử tri cũng đưa ra kiến nghị đối với giám sát nguồn lực cho chống dịch, đẩy mạnh tiêm vaccine hay điều chỉnh luật quy hoạch. Cử tri kiến nghị Quốc hội tăng cường giám sát tối cao các nguồn chi cho chống dịch. Quốc hội thì chúng tôi đã chỉ đạo rồi. Năm tới đây là phải xem xét kiểm toán lại cái việc quản lý, huy động và sử dụng các cái nguồn lực. Ngày 15 tới đây, Chủ tịch Quốc hội họp trực tiếp với ba chủ nhiệm ủy ban của Quốc hội và với ba bộ để bàn tiếp tục những cái gói giải pháp hỗ trợ gì và đồng thời là để có thể thiết kế được một cái gói tổng thể vừa hỗ trợ cho người dân, cho người lao động về an sinh và kích thích kinh tế này. Đề nghị đẩy mạnh khai thác nguồn cung vaccine
để đủ tiêm chủng, để đủ miễn dịch cộng đồng. Thì trong quý 4 này thì chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều vaccine hơn. Đợt này chúng ta sẽ được phân bổ xuyên soát khoảng được 1 triệu liều nữa của Hải Phòng ấy. Để chúng ta sớm nâng cái tỷ lệ phủ vaccine để bảo vệ những cái thành trì, những cái vùng trọng điểm. Hiện nay các chương trình xây dựng kinh tế chúng ta làm rất tốt. Thế nhưng mà về mặt góc độ văn hóa xã hội có chiều hướng đứng lại. Thì sẽ có một cái hội nghị văn hóa toàn quốc. Đích thân do đồng chí Tổng Bí Thư là chỉ đạo để bàn về vấn đề phát triển về văn hóa theo tinh thần nghị quyết đại hội Đảng. Văn hóa, vấn đề xã hội và vấn đề kinh tế đi cùng với nhau trong cái thời kỳ hậu đại dịch này. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chứng kiến lễ trao tặng trang thiết bị y tế của Bộ Y tế cho thành phố Hải Phòng, gồm 10 máy thở, 1 triệu khẩu trang, 100.000 bộ kit test COVID-19. Phát biểu tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Hội đồng Dân tộc vào sáng ngày 9 tháng 10, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị đối với nội dung thẩm tra báo cáo của Chính phủ về kết quả một năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Ủy ban Dân tộc cần chủ động tham mưu đề xuất với Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, đặc biệt là ban hành quyết định đầu tư chương trình và hướng dẫn thực hiện, xây dựng kế hoạch lộ trình cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ cần giải quyết, ưu tiên đầu tư để giải ngân nguồn vốn đã được phân bổ năm 2021 và dự kiến năm 2022. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trong triển khai thực hiện, cần chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đánh giá những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tới đời sống kinh tế xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong phần tiếp theo của bản tin, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai họp với các địa phương để thông tin và thảo luận các giải pháp ứng phó với cơn bão số 7. Hình ảnh một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc song không kém phần hiện đại và cởi mở được tái hiện qua chương trình Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ. Bản tin thời sự xin được tiếp tục. Cơn bão số 7 sẽ vào vịnh Bắc Bộ trong tối ngày 9 tháng 10. Hoàn lưu bão đã gây mưa cho nhiều nơi ở Đông Bắc Bộ. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp với các địa phương để thông tin và thảo luận các giải pháp ứng phó với cơn bão này. Dự báo từ nay đến sáng mai, bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11 sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc. Trong 12 giờ đến 36 giờ tiếp theo, bão liên tục đổi hướng. Bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đi vào đất liền các tỉnh Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đến 4 giờ sáng 11 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên đất liền tỉnh Nghệ An. Mưa to từ chiều tối nay đến ngày 12 tháng 10 ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 300 mm. Ngoài ra, ở miền Trung Philippines hiện đang có một cơn bão có tên quốc tế là Kompasu, dự kiến sẽ đi vào Biển Đông vào đêm ngày kia, rạng sáng ngày 12 tháng 10. Trước tình hình mưa bão dồn dập, chiều nay Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã họp với các địa phương để ứng phó với ảnh hưởng của mưa bão. Các địa phương cần phải sẵn sàng các kịch bản trong từng tình huống, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều và hệ thống hồ chứa để giảm thiểu thiệt hại. Một là chúng ta đối phó với bão lũ, mưa bão, hai nữa là đối phó với vấn đề dịch bệnh Covid. Bây giờ vấn đề thứ ba nó đã xuất hiện trong những ngày gần đây mà Thứ trưởng Nguyễn Hòa Hiệp nói. Tức là một dòng người mà di chuyển từ phía Nam mà trở ra phía Bắc. Như thì ba cái nó chồng lên nhau ở một cái thời điểm thì cái sự rủi ro nó bất kỳ ở một cái tình huống nào nó đều mang lại một cái thiệt hại rất là lớn cho người dân. Các địa phương cần có phương án phòng chống dịch COVID-19 cùng với việc phòng chống thiên tai, đặc biệt là việc sơ tán dân vùng nguy hiểm cần thực hiện nghiêm 5K và phải tuân thủ theo đúng lệnh của Ban chỉ đạo quốc gia. Theo thông báo của Bộ Y tế, ngày 9 tháng 10, có 1.319 người được công bố khỏi bệnh COVID-19, đưa tổng số ca khỏi bệnh trên cả nước đợt dịch này lên hơn 755.000 người. Tổng số vaccine đã tiêm đạt gần 52 triệu liều. Số ca mắc mới trong nước ghi nhận 4.512 người tại 40 tỉnh, thành phố. Liên quan đến việc mở lại đường bay nội địa từ ngày 10 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải đồng ý mở lại hai đường bay thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Trong đó quy định rõ với hành khách bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày và tạm thời chưa khai thác các đường bay khác đến thủ đô.
Trong vòng 10 ngày từ ngày mai cho đến ngày 20 tháng 10, đường bay giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Đà Nẵng sẽ có tần suất một chuyến khứ hồi một ngày, ngồi giãn cách 50%. Những hành khách bay từ Thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội phải có chứng nhận tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19. Trong đó, liều cuối cùng trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng, hoặc có giấy xác nhận khỏi COVID-19 không quá 6 tháng, có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Đặc biệt, hành khách phải cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố và cơ sở lưu trú, khách sạn do thành phố công bố, tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm. Sau thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Với hành khách từ sân bay Đà Nẵng về Nội Bài nếu lưu trú tại Hà Nội cũng phải đáp ứng các tiêu chí về y tế như với hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng chỉ phải thực hiện cách ly tại nơi lưu trú hoặc nhà trong vòng 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 6 trước khi kết thúc cách ly. Các hãng hàng không chỉ được phép bán vé cho hành khách có đủ điều kiện bay. Nếu để lọt hành khách đến sân bay điểm đến không đủ điều kiện phải chịu trách nhiệm khứ hồi hành khách quay trở lại điểm đi. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chưa xem xét việc vận chuyển hành khách bằng đường sắt đến Hà Nội và tiếp tục nghiên cứu, thống nhất, phối hợp đảm bảo an toàn với các chuyến bay về sân bay quốc tế Nội Bài. Một thực tế là khi dịch bệnh xảy ra thì địa phương nào cũng lập chốt kiểm soát dịch bệnh từ cấp thôn, xóm, xã, huyện và tỉnh đều có. Không ai phủ nhận là tính tích cực của các chốt chặn trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Nhưng trong tình hình mới khi số lượng người nhiễm bệnh đã giảm, lượng người được tiêm vaccine và số người khỏi bệnh đã tăng thì đã đến lúc cần có kiểm soát thích ứng với tình hình mới. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch mà còn tạo điều kiện cho kinh tế lấy lại đà tăng trưởng. Bởi nếu vẫn tiếp tục duy trì tính cắt cứ và thiếu thống nhất giữa các địa phương với nhau thì khó có thể phục hồi sản xuất, lưu thông hàng hóa. Ngay khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, hàng nghìn chốt kiểm soát đã được lập lên. Các địa phương được lựa chọn thực hiện chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ tùy theo tình hình thực tế. Thế nhưng, đâu là căn cứ để áp dụng các chỉ thị này? Như số lượng bệnh nhân hay số vùng có người nhiễm bệnh thì mỗi địa phương lại có quan điểm khác nhau. Hệ quả là lưu thông bị hạn chế. Các xe chở hàng thiết yếu buộc phải tuân thủ theo các quy định khác nhau của từng địa phương. Có nơi phải test 2 lần một tuần và có nơi phải 3 lần một tuần thì mình có thể đi di chuyển các cái tỉnh ạ. Thì mỗi tỉnh lại quy định một cái thời hạn giấy test Covid khác nhau. Đấy thành ra là gây rất nhiều khó khăn cho anh em lái xe. Những phản hồi lên Bộ Giao thông Vận tải, chính quyền địa phương liên tiếp được người dân đưa ra khi nhiều tuyến bị ùn ứ, tắc nghẽn do những quy định về phòng chống dịch. Nó đang không thống nhất dẫn tới ấy, là một là nó khó khăn trong cái hoạt động vận hành và cái thứ hai nữa ấy, là đôi khi nó làm đứt gãy cái chuỗi cung ứng. Cách thức phòng chống dịch theo kiểu mệnh lệnh hành chính theo từng địa phương đã mang lại nhiều hệ lụy xấu như gây cản trở lưu thông, làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa. Cái hiểu cái quan hệ giữa chống dịch dựa trên các cái phương pháp hành chính ấy, nó đã không còn thích hợp đối với cái lúc này. Cho nên phải bỏ những cái nguyên tắc hành chính này để nó chuyển sang một cái nguyên tắc chống dịch mà chính phủ đã thống nhất đấy là thích ứng. Từng vùng một nó sẽ có các cấp độ nguy cơ thấp ấy, nguy cơ trung bình ấy, thì có thể là chúng ta hoạt động bình thường. Đấy, nguy cơ cao để chúng ta thực hiện theo cái hướng là 50% của cái công suất thôi để đảm bảo cái khoảng cách. Thế còn nguy cơ rất cao thì chúng ta sẽ thực hiện theo cái việc mà dừng cái vận tải đối với hành khách. Tuy nhiên, việc thống nhất cấp độ hiện vẫn chờ ý kiến từ Bộ Y tế. Để tháo gỡ, đã có nhiều ý kiến đề xuất nên mở rộng kiểm soát theo vùng và chỉ khoanh chặt những khu vực có ca nhiễm bệnh, tránh tình trạng cắt cứ theo từng địa phương. Và gần đây nhất, việc nối lại đường bay nội địa đã xuất hiện tình trạng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị mở lại nhưng có địa phương đồng ý, có địa phương lại tiếp tục dừng. Ngày 9 tháng 10 tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai mạc khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên Việt Nam ở nước ngoài. Khóa tập huấn lần này được tổ chức theo hình thức trực tuyến, bao gồm 2 lớp chia theo địa bàn châu Á, Australia và địa bàn châu Âu, Bắc Mỹ. Đây là dịp để các giáo viên Việt Nam ở nước ngoài cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu về giảng dạy tiếng Việt, từ đó tiếp tục đóng góp cho phong trào dạy và học tiếng Việt ở nước sở tại. Tổ chức khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho
giáo viên Việt Nam ở nước ngoài là hoạt động thường niên với mục đích nâng cao trình độ và kỹ năng sư phạm, cập nhật kiến thức cho các giáo viên chuyên và không chuyên đang giảng dạy tiếng Việt tại các cơ sở tiếng Việt của cộng đồng. Cho đến nay, hơn 200 lượt giáo viên kiều bào đã tham gia các khóa tập huấn với sự hỗ trợ của các giảng viên, những chuyên gia ngôn ngữ hàng đầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp lên lớp và giảng dạy. Thưa quý vị, hình ảnh một đất nước Việt Nam đậm đà bản sắc song không kém phần hiện đại và cởi mở đã được tái hiện qua chương trình Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ năm 2021 vừa được tổ chức vào chiều ngày 9 tháng 10. Điểm đặc biệt của chương trình năm nay đó là lần đầu tiên chương trình được tổ chức trực tuyến và phát sóng trên các nền tảng mạng xã hội từ 15 đến 18 giờ với 3 điểm cầu tại Việt Nam và Thụy Sĩ. Chương trình do Bộ Ngoại giao phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam và Công ty truyền thông Lê và Anh Em tổ chức. Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ năm 2021 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ 11 tháng 10 năm 1971, 11 tháng 10 năm 2021. Thông qua những chia sẻ của các khách mời cùng những thước phim về Việt Nam, chương trình không chỉ mang đến hình ảnh một đất nước Việt Nam vừa giàu truyền thống, vừa phát triển năng động, mà còn giúp khán giả thêm hiểu về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ. Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm hai dấu mốc lịch sử, 50 năm quan hệ ngoại giao và 30 năm hợp tác phát triển. Chúng ta thực sự tự hào về những tiến triển vững chắc trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa giáo dục. Tôi có thể tự tin khẳng định rằng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển sâu sắc về mọi mặt. Tiềm năng phát triển giữa hai nước là rất lớn. Một ví dụ cụ thể là mới đây, Việt Nam đang thương lượng để ký kết các hiệp định thương mại tự do với khối thương mại tự do châu Âu và Thụy Sĩ là một thành viên. Việc lần đầu tiên tổ chức trực tuyến một chương trình lớn như Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới là một điều hết sức khó khăn. Tuy nhiên, ban tổ chức đã dành trọn tâm huyết để chương trình có thể diễn ra một cách chân thực và sống động nhất. Chắc chắn là có những cái mà nó sẽ khó khăn hơn, phải điều phối nhiều nhóm chủ thể tham gia hơn, phải cùng một lúc tổ chức ở nhiều địa điểm hơn. Tuy nhiên chúng tôi lại nhận thấy rằng là đây lại là một cái mô hình mà rất nên phát huy và tiếp tục. Thông qua cái việc tận dụng cái tính năng tiếp cận người dùng của mạng Internet thì sự kiện này có cơ hội để đến được với nhiều khán giả trên khắp thế giới. Và đây có thể là một cái cơ hội rất là quý giá để mà có thể quảng bá về hình ảnh một đất nước Việt Nam. Nối tiếp Ngày Việt Nam tại Thụy Sĩ năm 2021, Ngày Việt Nam tại Hoa Kỳ năm 2021 cũng sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm nay, nhằm góp phần thúc đẩy các cơ hội hợp tác song phương, đa phương trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhân kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2021, ngày 8 tháng 10, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã mở cửa triển lãm trực tuyến với tên gọi Ký ức Hà Nội. Triển lãm giới thiệu với công chúng nhiều tác phẩm đặc sắc nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam do nhiều thế hệ họa sĩ sáng tác. Triển lãm trưng bày 25 tác phẩm hội họa, đồ họa bằng các chất liệu đa dạng như sơn mài, sơn dầu, bột màu được chia theo 3 chủ đề chính. Hà Nội kiên cường trong kháng chiến thể hiện rõ nét qua các tác phẩm như Hà Nội kháng chiến, Thủ đô kháng chiến, Chiến lũy. Các tác phẩm Hà Nội đêm giải phóng, Phố hàng đường, Giải phóng thủ đô theo chủ đề Hà Nội hòa bình. Sau khi hòa bình được thiết lập, không khí náo nức rộn ràng của Hà Nội trong các dịp lễ hội hay nét hào hoa thanh lịch và vẻ đẹp lao động của người Tràng An được các tác giả khắc họa qua các tác phẩm như Xuân Hồ Gươm, Bác Hồ vui Trung thu hòa bình năm 1955 hay Trong lò than nhà máy điện Yên Phụ. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày giải phóng thủ đô, Bảo tàng phải thực hiện những việc giãn cách. Vì vậy chúng tôi đã lựa chọn cái triển lãm trực tuyến. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua cái triển lãm Ký ức Hà Nội với 25 tác phẩm tiêu biểu của Hà Nội trong thời điểm lịch sử để giúp cho công chúng yêu nghệ thuật trong nước và bạn bè quốc tế quay lại với những ký ức của Hà Nội xưa trong những thời điểm lịch sử của thủ đô Hà Nội. Mặc dù triển lãm theo hình thức trực tuyến nhưng vẫn thu hút đông khách tham quan do cách trưng bày các tác phẩm khiến người xem dễ tiếp cận. Khán giả đã được chiêm ngưỡng trọn vẹn các tác phẩm mặc dù ở xa Hà Nội. Triển lãm Ký ức Hà Nội mang tới cho công chúng một món quà ý nghĩa trong dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô.
Thu Hà sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, xa Hà Nội, xa quê hương Việt Nam đã 34 năm rồi. Vì dịch cúm Covid 2 năm, Thu Hà không được về quê hương. Đó là cái nỗi rất là nhớ nhung da diết về Hà Nội, về thủ đô Việt Nam. Và hôm nay đây rất là vui là Thu Hà lại được xem triển lãm tranh về Hà Nội rất là đẹp. Những cái bức tranh về kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội kháng chiến. Nhớ về Hà Nội thì lại xem qua báo mạng. Đó là một cái niềm rất là vui và hạnh phúc đối với Thu Hà. Triển lãm được giới thiệu trên Facebook và website chính thức của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vnfarm.vn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự ngày hôm nay. Quý vị có thể xem trực tuyến các chương trình của VTV4 thông qua địa chỉ website đang hiển thị trên màn hình hoặc là tải ứng dụng VTV Go trong kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.